Những câu chuyện về tình báo Phạm Xuân Ẩn, điệp viên hoàn hảo. Các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 20 năm, đất nước đã có biết bao anh hùng từ tiền tuyến đến hậu phương. Thế nhưng, hẳn nhiều người quên mất rằng có một bộ phận anh hùng ít được nhắc tên, thậm chí phải giấu tên trong quá trình hoạt động. Đó chính là các chiến sĩ tình báo. Đất nước Việt Nam đã có rất nhiều những nhà tình báo giỏi, nhưng có lẽ ấn tượng nhất chính là Phạm Xuân Ẩn. Ông đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, trong đó bao gồm tài liệu nguyên gốc đã được sao chụp và các thông tin mà ông thu lượm được cùng phân tích. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn trong video ngay sau đây. Một, khái quát tiểu sử và hoạt động tình báo. Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại xã Bình Trước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quê gốc của ông ở Hải Dương. Ông sinh ra và lớn lên trong gia đình một viên chức cao cấp của chính quyền thuộc địa. Do trước đó, cụ nội của ông là nghệ nhân Kim Hoàn được gọi vào kinh đô để chế tác đồ vàng bạc cho triều đình, nên gia đình ông chuyển vào Huế sinh sống. Còn ông nội ông chính là hiệu trưởng một trường nữ sinh ở Huế, đã được vua ban Kim Khánh. Cha ông cũng là người có học thức, một kỹ sư công chánh cao cấp tại sở công chánh, làm công tác trắc địa trên khắp miền Nam. Mặc dù cha ông làm việc cho Pháp, nhưng lại không nhập quốc tịch Pháp. Khi còn niên thiếu, ông được đưa vào Sài Gòn học tập. Sau chuyển về Cần Thơ học trường Trung học Phổ thông Cần Thơ. Vào năm 1945, khi cách mạng tháng 8 nổ ra, Phạm Xuân Ẩn đã bỏ học và tham gia tổ chức thanh niên tiền phong và được học một khóa huấn luyện của Việt Minh về công tác tuyên truyền. Ông chính thức tham gia cách mạng từ đầu thập niên 1950. Năm 1953, Phạm Xuân Ẩn được kết nạp đảng và được giao nhiệm vụ làm điệp viên. Năm 1957, ông được đưa sang Mỹ học báo chí để tạo được vỏ bọc tốt hơn. Từ đó, có thể thâm nhập sâu hơn vào giới chức chính quyền và quân đội Sài Gòn. Ông học rất tốt, có kiến thức uyên bác, hiểu biết rộng, cương trực và tài năng giao tiếp, ngoại giao khác biệt, độc đáo khi được đào tạo chính quy từ Mỹ. Chính vì vậy, đến năm 1959, sau khi tốt nghiệp về nước, Phạm Xuân Ẩn đã làm việc cho hãng tin Reuters và sau đó là tạp chí hàng đầu Times của Mỹ. Ngoài ra, ông còn làm cộng tác viên cho hai tờ nhật báo The New York Herald Tribune và The Christian Science Monitor. Từ khi ở Mỹ trở về, có vỏ bọc là nhà báo, phóng viên, lại sẵn có những quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA. Phạm Xuân Ẩn đã có được mọi nguồn tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và cơ quan tình báo. Phạm Xuân Ẩn đã thâm nhập và là bạn tri kỷ với nhiều tướng lĩnh, chùm an ninh mật vụ cả Mỹ và Sài Gòn, giới báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ cũng như các chính khách chóp bu của chính quyền Sài Gòn để khai thác những thông tin tuyệt mật mang tầm chiến lược cho cuộc đối đầu của Bắc Việt Nam với Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Tất cả những tin tức và phân tích tình báo chiến lược của Phạm Xuân Ẩn đã được ông bí mật gửi cho Bộ Chỉ huy Quân sự ở miền Bắc thông qua Trung ương Cục miền Nam. Những thông tin ấy sống động và tỉ mỉ đến mức Đại tướng Võ Nguyên Giáp vui mừng mà reo lên rằng chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Hoa Kỳ. Theo số liệu thống kê, thì Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, trong đó có báo cáo tài liệu nguyên gốc đã được sao chụp và các thông tin mà ông thu lượm cùng phân tích cũng như những nhận định của bản thân. Cụ thể là giai đoạn 1961 đến năm 1965, ông gửi về những bản tài liệu nguyên bản về chiến lược chiến tranh đặc biệt, trong đó có các tài liệu về MacArthur, Staley, Taylor, Hawkins, ấp chiến lược. Đặc biệt, ông còn gửi về nguyên bản kế hoạch Staley, Taylor. Giai đoạn 1965-1968, tình báo Phạm Xuân Ẩn tiếp tục gửi các kế hoạch liên quan đến chiến lược chiến tranh cục bộ, phục vụ chiến thuật cho Mậu Thân 1968. Giai đoạn 1969-1973, ông gửi về những tài liệu quan trọng liên quan đến chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Giai đoạn 1973 đến 1975 đã có hàng trăm bản tin nguyên bản phục vụ việc hạ quyết tâm giải phóng miền Nam mà ông gửi về. Phạm Xuân Ẩn tài giỏi đến mức ông trở thành nhân vật được chèo kéo của nhiều cơ quan tình báo, kể cả CIA. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo báo Newsweek kể lại, thì đã xảy ra chuyện ly kỳ. Đó là
Thế là vị trùm cảnh sát mật vụ Sài Gòn, bác sĩ Trần Kim Tuyến, đã được một điệp viên của Hà Nội cứu thoát, leo lên mái nhà để lên máy bay đi di tản. Phạm Xuân Ẩn cũng là một trong những nhà báo chứng kiến sự kiện xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Đến thời điểm đó, cũng như một vài tháng sau, các đồng nghiệp, phóng viên và những người thuộc chính quyền cũ cũng như chính quyền mới vẫn chưa biết ông là một điệp viên của Cộng sản. Vợ và con ông đã được gửi sang Hoa Kỳ trên chuyến bay sơ tán thân nhân những người làm báo Times vào ngày 23 tháng 4. Phía ta dự định, ông sẽ được gửi sang Mỹ để tiếp tục hoạt động tình báo. Thế nhưng Phạm Xuân Ẩn đã đề nghị cấp trên cho ngừng công tác do đã hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch thay đổi, vợ con ông đã phải mất một năm để quay lại Việt Nam theo đường vòng Paris, Moscow, Hà Nội, Sài Gòn. Phạm Xuân Ẩn với 4 huân chương chiến công giải phóng, được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và trở thành một vị tướng. Ông được gọi là điệp viên hoàn hảo hay điệp viên thách thức nước Mỹ, thiếu tướng tình báo tài ba. Những cái gọi trên đã đủ để ca ngợi những tài năng, phẩm giá của Phạm Xuân Ẩn. Nhưng điểm cốt lõi trong ông chính là một tinh thần yêu nước, một trí tuệ thông minh cùng với nhân cách và tinh thần mã thượng, hành xử rất khiêm cung khiến cho chính kẻ thù phải kính nể. Có thể nói, ở ông là kết tinh phẩm chất của con người Việt Nam. 2. Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn và những câu chuyện với Đại tướng Giáp. Trong công việc của Phạm Xuân Ẩn, đã có rất nhiều người lựa chọn trong lưới thay nhau liên lạc với ông, không quản nguy hiểm đến tính mạng. Những người này sẽ có nhiệm vụ nhận tài liệu, phim ảnh, nhận xét mà ông đã chuẩn bị để chuyển về trung tâm. Cao nhất của đầu dây chính là tướng Võ Nguyên Giáp. Có lần tướng Giáp nhận được thông tin tình báo đã phải thốt lên rằng như đang ở ngay trong phòng điều hành tác chiến của Mỹ. Thế nhưng bản thân tướng Giáp khi ấy cũng không biết ai là người đưa tin bởi lý do an ninh nên không ai đặt vấn đề tìm hiểu. Phạm Xuân Ẩn là một người rất giản dị và khiêm tốn. Ông không chút do dự hết lời ca ngợi vị tổng tư lệnh của mình như sau. Cuộc tiến công năm 1975 cũng như trận vây hãm Điện Biên Phủ là sự nghiệp của tướng Giáp. Ông còn nói thêm, về trận tiến công cuối cùng của cuộc chiến, từ việc đề ra chủ trương đến việc thực hiện hoàn toàn thuộc trách nhiệm của tướng Giáp. Chính Phạm Xuân Ẩn là người đã lưu ý Hà Nội từ năm 1963 về sự phá sản của chiến tranh đặc biệt và tiên đoán việc Mỹ sẽ đưa quân đội Mỹ trực tiếp sang chiến trường Việt Nam, điều mà Mỹ mới chỉ làm ở chiến tranh Triều Tiên trước đó. Năm 1968, cũng chính ông đã đề xướng có kết quả việc ngừng bắn rocket vào Sài Gòn. 3 tháng sau cuộc tiến công Tết. Vào đầu năm 1975, ông đã có vai trò quyết định khi đánh giá rằng Mỹ sẽ không can thiệp ủng hộ Sài Gòn khi Cộng sản mở cuộc tổng tiến công cuối cùng để kết thúc cuộc chiến. Phạm Xuân Ẩn từng kể lại rằng, trong chiến thắng năm 1975, tướng Giáp không thể biết ai là người đã gửi báo cáo tình báo cho mình. Ngay cả tướng Trần Văn Trà chỉ huy vây hãm Sài Gòn cũng không biết tên của Phạm Xuân Ẩn. Bởi để biết được thông tin, tướng Giáp nhận được thông qua một người vô danh từ mãi đầu dây chuyển tiếp qua nhiều tầng, nhiều nấc bằng bất cứ giá nào thì những tài liệu tin tức đã được mã hóa rồi, sau đó là giải mã để báo cáo cho bộ thống soái tối cao. Trong thời kỳ chiến tranh thì nguyên tắc vô danh là không thể bị vi phạm. Tướng Giáp cũng không bao giờ hỏi ai là người đã gửi báo cáo tình báo. Ông cũng từng kể lại, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng muốn được trực tiếp đọc những báo cáo do ông gửi ra. Lý do vì người thấy báo cáo của ông không cóp nhặt của người khác. Phạm Xuân Ẩn có những báo cáo thành thật. Có lẽ bác chỉ biết mật danh của điệp viên là X6, chứ cũng chưa biết đích danh ông. 3. Phạm Xuân Ẩn, bí mật tuyệt đối với người bạn chó Berger. Các bạn thân mến, trong chiến tranh, những người tình báo luôn được giữ bí mật về thông tin. Chỉ đến những năm 90 của thế kỷ 20, khi mà Việt Nam ngày càng mở cửa với thế giới bên ngoài, thì tầm vóc, hoạt động của những con người này mới được vén màn. Và dù có vén màn thì cũng chỉ được vén mở từ từ và một phần nhỏ mà thôi. Mãi đến năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, Phạm Xuân Ẩn là cái tên chưa được đưa ra công khai. Trong các bản tuyên dương chỉ đưa tên thời chiến của ông là Trần Văn Trung, tức Hai Trung. Đến tận khi ông ra Hà Nội dự Đại hội 4 Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội này thông qua việc thống nhất đất nước và đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tên của ông vẫn chưa được tiết lộ. Ông giải thích rằng, ai tiết lộ tên thật của ông có thể coi là vi phạm nguyên tắc giữ bí mật trong ngành tình báo. Mọi thứ còn phải đợi thêm 2 năm nữa. Bản thân ông cũng là người không bao giờ tự bộc lộ bản thân, không thích ba hoa kể chuyện, thậm chí rất ít nói. Có những lúc trò chuyện tranh phát biểu, ông tự nguyện ngồi yên trong góc, không nói câu nào. Có những dịp,
Ông để một người trong cấp ủy độc thoại thao thao bất tuyệt về chiến tranh mà ông không xen vào nói thêm một câu. Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp, kiểu chỉ quan tâm những điều cốt lõi, không quan tâm đến những cuộc trò chuyện tầm phào. Phạm Xuân Ẩn được tin cậy đến mức sau chiến thắng của Cộng sản năm 1975, các nhà báo nước ngoài đều lần lượt buộc phải rời khỏi Việt Nam. Cơ quan báo Time do ông được giao phụ trách vẫn tiếp tục hoạt động cho đến một năm sau thì mới bị nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa. Khi ấy, mọi hành động của ông đều phải cẩn thận. Ông phải canh chừng những điệp viên hai mang, những kẻ bám đuôi, những người có nhiệm vụ thử thách hay theo dõi mình. Ông còn phải hoàn thành một công việc khó khăn hơn cả là giải thích tài liệu đã thu thập được, phân biệt đâu là tài liệu giả, đâu là tài liệu thật, tránh những âm mưu cung cấp tin để đưa mình vào bẫy. Chỉ gửi nguyên các tin tức đó chưa đủ mà còn phải chụp vi phim và phân tích, bình luận trước khi giao cho liên lạc mang đi. Ông kể lại rằng, khi ông đi báo cáo cấp trên chỉ đi tay không, trong túi trống rỗng. Rất hiếm khi ông mang theo tài liệu mà giao các giao liên chịu trách nhiệm, bởi những người này có kinh nghiệm hơn trong việc chuyển tài liệu. Và cứ trung bình 2-3 tháng một lần, ông sẽ đi báo cáo về trung tâm đặt trong vùng Củ Chi. Phạm Xuân Ẩn hoạt động vô cùng bí mật bởi chính ông tự lựa chọn rất kỹ các liên lạc và ông không lưỡng lự khi phải loại bỏ một ai đó giao cấp trên dự kiến mà ông thấy không hoàn toàn tin cậy. Mọi việc đều phải cẩn trọng bởi trong số 45 thành viên trong lưới cùng hoạt động với ông, 27 người đã bị bắt hoặc bị sát hại. Ông thường tự nhốt mình trong phòng vệ sinh để chọn lọc, mã hóa các tài liệu thu thập được. Ông cũng tự huấn luyện những con chó béc rê Đức để báo hiệu cho ông có biến và ông sẽ tiêu hủy ngay tài liệu vào hố vệ sinh tự hoại. Khi gặp các liên lạc viên trong thành phố, đây là việc mà ông hết sức tránh. Nếu phải gặp, ông rất cẩn thận và luôn mang theo chó béc rê. Vợ ông sẽ luôn đi sau để phòng khi ông bị bắt, con chó béc rê sẽ quay lại báo cho bà. Ông cho biết chỉ có vợ và mẹ ông biết là ông hoạt động bí mật, còn những người khác không ai nghi ngờ gì. Sau năm 1975, khi hay tin Phạm Xuân Ẩn là tướng tình báo quân đội nhân dân Việt Nam hoạt động trong lòng đô thị Sài Gòn, rất nhiều đồng nghiệp của ông đã bất ngờ. Ông không bao giờ mang súng trong người. Cũng đúng thôi, ông là nhà báo mà, nên có thạo sử dụng vũ khí đâu. Mang không có tác dụng thì lại dễ bị nghi ngờ. Bệnh nghề nghiệp của ông còn được duy trì đến 20 năm sau chiến thắng năm 1975, khi căn cước của ông được công khai hóa. Ông nói đến Cộng sản cứ như bản thân không phải là Cộng sản vậy. Ông thường hay nói, Cộng sản nghĩ rằng nghe xa lạ vô cùng. Đơn giản là ông chỉ giữ thói quen như trước đây. Bởi trong thời chiến, ông không thể lỡ lời nói là Đảng ta hay là Cộng sản chúng ta. Nếu lỡ lời, ông sẽ phải trả một cái giá rất đắt. 4. Phạm Xuân Ẩn giải cứu ông trùm mật vụ Trần Kim Tuyến như thế nào? Năm 1959, khi Phạm Xuân Ẩn về nước đã đến thăm bác sĩ Trần Kim Tuyến, là người mấy năm trước được CIA giúp đỡ, đã lập cơ quan tình báo gọi là mật vụ của chế độ Sài Gòn. Ông muốn tìm hiểu xem thái độ của chế độ Sài Gòn đối với ông ra sao. Khi ấy, ông Tuyến được mệnh danh là ông Doctor nhỏ thó vì tầm vóc thấp bé, là một người tính tình vồn vã, dễ gần, có cặp mắt tinh nhanh. Tuyến là người mạnh mẽ, theo đạo Thiên Chúa, gốc miền Bắc, tính hay tò mò để ý đến chuyện người khác, lúc nào cũng tươi cười, đôi khi ăn nói ngọt xớt nhưng cũng mất nhiều thiện cảm trong khi làm không ít người phải sợ hãi. Khi ấy, bác sĩ Tuyến dè dặt đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Ông lại khá thân cận với Tổng thống Diệm. Chính ông Tuyến là người đã giúp Phạm Xuân Ẩn hoàn thành mọi thủ tục cần thiết để được phép rời Việt Nam đi Mỹ du học. Nên sau khi trở về, Phạm Xuân Ẩn đã đến thăm ông Tuyến là điều hợp lý và không có gì để nghi ngờ cả. Ngay trong buổi gặp mặt đó, Tuyến đã đề nghị Ẩn làm việc cho ông ta và để che mắt người khác, xin cho Ẩn một chỗ làm tại Việt Tấn Xã, cơ quan thông tấn chính thức của chế độ Sài Gòn. Đây thực sự là một cơ hội hiếm hoi. Phạm Xuân Ẩn được đào tạo để làm nghề báo, nắm tình hình mật. Thế mà chính người của chế độ Sài Gòn lại bật đèn xanh, đưa ra lời đề nghị làm việc cho chế độ. Điều này đồng nghĩa với việc ông được bình yên vô sự và giữ kín được tung tích của mình. Vì phủ tổng thống không nói gì, nên Phạm Xuân Ẩn được đưa lên làm nhân viên mật vụ cho Dinh Độc Lập, tức phủ tổng thống ở Sài Gòn. Chính nhờ có sự che chở của chế độ Sài Gòn, nên Ẩn đã đặt chân được vào giới báo chí ở Sài Gòn. Còn về Tuyến, năm 1960, do âm mưu đảo chính bất thành nên ông bị thất sủng, được cử đi làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Ai Cập. Nhưng Abdel Nasser, tổng thống Ai Cập lúc đó không chấp thuận một cựu chủ mật vụ làm đại sứ. Do Tuyến từng có âm mưu chống lại Thiệu năm 1975, nên Thiệu cho người theo dõi chặt chẽ Tuyến.
và đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 4 đã quăng một mẻ lưới. 14 người trong gia đình Tuyến, trong đó có em của ông và các đại biểu Hạ viện đối lập, các nhà báo và một thượng nghị sĩ đều bị bắt vô khám trí hỏa. Riêng Tuyến, nhờ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Nguyễn Văn Hảo can thiệp nên thoát nạn. Nhưng nhà của Tuyến bị giám sát và những ai qua lại thì đều bị tình nghi. Điều này cũng khiến Phạm Xuân Ẩn lo sợ, vì bản thân ông cũng là người có mối quan hệ với Tuyến. Thậm chí ông còn kể lại rằng, ông đã làm mình sợ đái ra máu. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, trước khi di tản sang Mỹ, bác sĩ Tuyến nấn ná chờ đến ngày em ông và những người dính líu vào âm mưu đảo chính được trả tự do. Vợ con ông được đi di tản trước. Tổng thống Hương khi ấy quyết không thả những người dính líu thật sự hay coi như dính líu vào âm mưu lật đổ. Phải đến ngày 28 tháng 4, họ mới được ra khỏi nơi giam giữ. Nhưng cũng đã quá muộn đối với Tuyến, bởi ông nhận được từ CIA danh sách những người di tản vào giờ chót không có tên của Trần Kim Tuyến. Quá thất vọng, ông đã đến tìm Phạm Xuân Ẩn đang ngồi trong tòa soạn báo Time. Ẩn đưa Tuyến đến đại sứ quán, nhưng quá đông không thể chen vào được, nên Ẩn và Tuyến lại quay về khách sạn. Phạm Xuân Ẩn đã gọi điện đến một vài mối thân cận ở tòa đại sứ, nói rõ tình hình và đòi CIA can thiệp. Một nhà ngoại giao Mỹ đã nhắn lại rằng CIA tổ chức chuyến đi cuối cùng, dặn ông ta đến phố Gia Long, nơi nhân viên CIA ở trong một tòa cao ốc lẫn với các cơ quan văn hóa Pháp. Thế nhưng, lính gác lại không cho vào, mặc dù ông được cấp cả mật khẩu để được vào nhà. Ẩn và Tuyến lại đến văn phòng chi nhánh CIA ở một phố khác thuộc trung tâm thành phố. Tại đây, Ẩn xin gặp trưởng chi nhánh là người rất thân quen với ông. Lại một lần nữa, người gác cổng không cho vào vì không tin ông. Đúng lúc đó, vợ của người gác cổng đến. Anh chồng mở cửa để vợ vào, thì Ẩn nhanh tay đẩy Tuyến vào trong. Thế là người khách cuối cùng đi trên chiếc trực thăng cuối cùng của CIA, nguyên trùm mật vụ của chế độ đã có thể rời khỏi Sài Gòn nhờ sự giúp đỡ kiên trì của một đại tá an ninh của Hà Nội. Sau này, Tuyến cũng rất ngỡ ngàng khi biết Phạm Xuân Ẩn lại là một điệp viên cộng sản, bởi chính ông không bao giờ nghi ngờ Ẩn. Tuyến cũng nói thêm, nếu quả như vậy thì đó là một thảm họa vì Ẩn biết tất cả những gì tôi biết. Sau chiến tranh, hai người họ vẫn giữ quan hệ với nhau. Câu chuyện này được báo chí nước ngoài bàn tán rất dữ dội. Tờ Newsweek đăng bài miêu tả sự kiện này với lời bình luận: thế là vị trùm mật vụ Sài Gòn đã được một điệp viên Hà Nội cứu thoát. Nhiều nhà báo nước ngoài đến Việt Nam đều không thể tự lý giải được nguyên nhân của sự kiện được coi là vào loại chuyện lạ lùng nhất này của chiến tranh. Họ lại bắt đầu đoán già đoán non. Đại tướng Tám Cao từng nói, cứu Tuyến, đó là biểu hiện rất đặc biệt về tư chất Ẩn. Con người trung hậu như vậy nhất định sẽ thành công trong sự nghiệp. Đó gần như là luật nhân quả. Còn Tổng Giám đốc chương trình đài RFA nhận định, có thể kết luận việc ông Ẩn hết sức giúp Trần Kim Tuyến ra khỏi Việt Nam, người chỉ đạo trực tiếp cho Phạm Xuân Ẩn. Ông Mười Hương nói, Ẩn xử sự đúng với bản chất con người của mình, trọng đạo lý. 5. Người phụ nữ trợ thủ đắc lực của tướng Ẩn. Như đã nói ở trên, chỉ có vợ và mẹ Phạm Xuân Ẩn là biết ông hoạt động bí mật. Nhưng có một người phụ nữ nữa là trợ thủ đắc lực của ông, đó chính là bà Giao Liên, bà Ba. Phạm Xuân Ẩn phải tự mình tổ chức một hệ thống bảo vệ, cung cấp tin và đối thoại với ông. Ngay cả với bạn bè gần gũi nhất, ông cũng phải hành động hết sức thận trọng, lượm lặt những nhận xét của họ, nhờ vào sự thông minh của họ. Bản thân ông chủ động từ chối các giao thông viên do cấp trên đề nghị, để chọn một phụ nữ can đảm mà ông khâm phục vô bờ bến. Bà Ba có nghề giao liên đạt đến cảnh giới thượng thừa. Suốt mấy chục năm, bà đã qua mặt mạng lưới kiểm soát dày đặc của địch một cách như không. Nhiệm vụ nào bà cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Bà được coi là mô hình hoàn hảo của công tác giao liên tình báo. Sau này bà kể lại rằng, bà chưa bao giờ bị mất tài liệu hay là để bị lộ, càng chưa bao giờ bị bắt bớ tù đày. Bà cũng nói về cách mà Phạm Xuân Ẩn đưa cho bà tài liệu. Thường thì Phạm Xuân Ẩn sẽ đưa cho bà những cuộn phim bằng ngón cẳng cái. Lần thì 5, 7 cuộn, lần thì mười mấy cuộn, gói thành những cái nem. Ông gói sẵn. Bà bỏ cả nem giả, nem thật vào giỏ, mua thêm một ít trái cây, bó nhang, giả đi đám dỗ. Cũng có khi ông Ẩn bỏ trong gói mì hoặc gói bánh. Ông Ẩn dùng loại giấy xi măng bằng thứ mực không nhìn thấy. Bà Ba sẽ dùng giấy đó để gói đồ, bỏ vào giỏ chuyển đi. Bà cũng chia sẻ rằng, khi đi thì phải thật tự nhiên, không được tỏ vẻ lấm la lấm lét. Lên xe không cần đứng vào chỗ sâu, kín, mà phải ngồi ngay cửa để khi bị kiểm tra cứ thản nhiên đưa ra. Chúng sẽ không nghi ngờ gì. Bà nói bà không sợ lính kiểm tra,
mà chỉ sợ có người chỉ điểm thôi. Giữa hai người cũng có những nguyên tắc là không biết nhà nhau, cũng không đến nhà nhau bao giờ để tránh ảnh hưởng đến nhau và tránh sự nghi ngờ. Hai người họ sau ngày giải phóng vẫn giữ mối quan hệ thân thuộc. Các bạn thân mến, sách báo và các bộ phim làm về Phạm Xuân Ẩn, điệp viên hoàn hảo không ít. Ông xứng đáng là một trong những người viết nên lịch sử. Nhiều bí ẩn lịch sử xoay quanh cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2006, Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn đã qua đời tại quân y viện 175. Ông đã ra đi, để lại bao tiếc nuối, như câu thơ của ông Tư Cang tiễn bạn. Đời người tình báo thế là xong, tình dân nghĩa đảng nợ non sông, làm trai trong suốt thời ly loạn, anh thật xứng danh một anh hùng. Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi khôn nguôi. Các bạn vừa theo dõi những câu chuyện về tình báo Phạm Xuân Ẩn, điệp viên hoàn hảo. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.